Vì sao giày bóng đá da thật thường đắt tiền hơn da tổng hợp? Một, Da thật xuất phát từ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Giày bóng đá chính hãng làm từ da thật thường là các loại da tự nhiên của nhiều loài động vật khác nhau như kangaroo, p, t, giúp tạo ra sự êm ái, bền bỉ cũng như hỗ trợ người chơi tương tác với bóng tốt hơn. Bởi vậy mà quá trình thu thập sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn so với da tổng hợp được sản xuất công nghiệp. Một số chất liệu da tự nhiên chủ đạo của các hãng giày nổi tiếng như Giày đá bóng nai da thật phải kể đến các dòng nai Tempo 9 trở về trước. Những siêu phẩm này thường sử dụng chất liệu da B hay da Kangaroo để làm upper cho giày. Còn với ông lớn Adidas, liên tục cải tiến và thay đổi công nghệ, cho đến hiện nay chỉ còn lại Adidas Copa là dòng giày da thật duy nhất còn lại của hãng. Tuy đã có một số phân loại sản phẩm Adidas Copa phân khúc thấp được sử dụng da B, nhưng nhà sản xuất hiện vẫn duy trì một số phiên bản cao cấp giữ nguyên chất liệu da Kangaroo mềm mại, tạo cảm giác bóng chân thực giày Mizuno thường sử dụng chất liệu da kangaroo siêu mềm và bền bỉ cho các thiết kế cao cấp của mình, điển hình như dòng Mizuno Molia, Mizuno Neo 3 Pro hay Mizuno Neo 4. 2. Quy trình làm ra những đôi giày đá BONGDA thật thường công phu hơn. Da thật làm ra các đôi giày đá bóng siêu phẩm sẽ phải mất thời gian và quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc tương đối lâu. Bởi vậy việc thu hoạch da thật sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn các loại da tổng hợp thường được sản xuất bằng quá trình công nghiệp giúp giảm thiểu bớt chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất một đôi giày đá bóng ra thật thường phức tạp, mất nhiều thời gian hơn nên sẽ làm tăng chi phí sản xuất cũng như ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của sản phẩm. 3. Độ bền của giày được đánh giá cao Độ bền của giày đá bóng cao cấp làm từ da thật được đánh giá cao. Da thật có thể chịu được các tác động mạnh tốt, chẳng hạn như va đập, chảy xước, mai mòn hoặc các tác động gây hại khác từ điều kiện thời tiết, môi trường như ánh nắng mặt trời, nước mưa. Giúp nâng cao tuổi thọ của giày. Tuy nhiên vấn đề của giày đá bóng da tự nhiên là không được ép nhiệt nên phần liên kết giữa đế và chất liệu da chưa thực sự tốt, trải qua quá trình sử dụng sẽ dễ gặp tình trạng bong keo nhưng vấn đề này có thể khắc phục, chỉ cần dán hoặc khâu lại thì độ bền khá cao. 4. Giúp người chơi cảm thấy thoải mái, linh hoạt hơn. Từ da thật sẽ làm ra các đôi giày đá bóng mềm, có độ co giãn, đàn hồi tự nhiên, mang đến cho người chơi sự thoải mái và cảm giác bóng tốt hơn, cử động linh hoạt. Từ đó giúp tối ưu hóa hiệu suất thi đấu. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội mà các đôi giày da tổng hợp cứng nhắc không có được. Giày đá bóng da thật, mềm mại, giúp anh em làm quen với giày nhanh hơn, có thể thuần giày ngay trong trận đấu đầu tiên và dễ dàng thích ứng với mọi form chân kể cả chân bè hay thon. 5. Có độ bền, đàn hồi tốt và khả năng tái chế. Giày bóng đá da thật có độ bền tốt và được đánh giá cao ở tính đàn hồi tốt, không bị cấn hay đau chân khi nhún. Ngoài ra, giày đá bóng da thật mang tính bền vững hơn so với da tổng hợp bởi da thật vốn xuất phát từ nguồn tài nguyên có thể tái tạo được còn da tổng hợp làm từ các vật liệu tổng hợp và không có khả năng tái chế nên lựa chọn giày đá bóng da thật hay da tổng hợp nhìn chung mỗi chất liệu giày đều có những ưu điểm cũng như nhược điểm nhất định việc lựa chọn giày đá bóng da thật hay giày đá bóng da tổng hợp còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người nếu bạn muốn sở hữu đôi giày đá bóng mang đến sự thoải mái độ bền tuổi thọ cao Kiểu dáng truyền thống, cổ điển thì nên cân nhắc những đôi giày đá bóng da thật. Còn nếu bạn muốn sở hữu những đôi giày tốc độ, trọng lượng siêu nhẹ, mẫu mã đa dạng, hiện đại thì giày đá bóng da tổng hợp sẽ là lựa chọn bạn nên ưu tiên. Mong rằng trên đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các fan giày bóng đá chính hãng. Bạn thấy sao về những quan điểm trên? Để lại ý kiến nhé và đừng quên Sport 9 là nơi để bạn tin tưởng sở hữu những đôi giày bóng đá chất lượng tốt nhất.